Rookie ơi, tha cái chân chị hai đi nè, giỏi nè. Ôi, bà ra, bà ra, bà ra, bà ra, bà ra, chị hai thương, chị hai thương. Thôi mà, mình ngủ đi nè. Ngày nào cũng chơi với chân chị hai vậy đúng không? Hai lấy món gì cho lúc kia ăn nha. Lúc kia muốn ăn món gì? Không chịu luôn. Ây da. Ta mát xe chân cho chị hai đi. Mát xe chân đi nào. Mát xe chân đi nào. Ok. Nhảy mắt hả? Ngủ đi. Chị hai thương. Rồi, ra đây đây. Ra hai cho muốn nè.